Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, về vấn đề Biển Đông, báo chí Trung Quốc có rất nhiều bài viết mang tính diều hâu, hiếu chiến và kiêu ngạo, cho rằng nếu Trung Quốc mà xảy ra xung đột với các nước Đông Nam Á khác thì hễ Trung Quốc động binh là có thể giành chiến thắng. Những bài viết như vậy chúng tôi thường sẽ không đưa lên Tin Mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ít bài viết đánh giá thực tế, khách quan và phân tích tỉ mỉ. Những bài viết như vậy thể hiện được tầm nhìn của tác giả và cũng sẽ cho chúng ta hiểu được tình hình giữa hai nước. Những bài viết như vậy chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn. Một trong những bài viết đó có một bài viết với tiêu đề Chiến tranh Trung Việt trên Biển Đông có nên đánh hay không? Đánh thế nào? Đánh xong kết quả sẽ như thế nào? Sau đây là toàn văn nội dung của bài viết. Biết người, biết mình, trăm trận, không nguy. Việt Nam là một dân tộc như thế nào? Người Việt Nam nhìn người Trung Quốc như thế nào? Những điều này kỳ thực chúng ta biết cũng không nhiều. Trong các tài liệu của Trung Quốc, Việt Nam là một quốc gia cộng sản, là bạn bè tốt, đối tác tốt của Trung Quốc. Nhưng đa số dân Việt Nam không nghĩ như vậy. Trong lịch sử, Việt Nam từng bị Trung Quốc thống trị gần 1.000 năm cho đến thế kỷ thứ 10. Việt Nam mới thoát được sự thống trị đó và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ 19, Việt Nam bị Pháp chiếm làm thuộc địa. Lúc đó, Trung Quốc mới chính thức từ bỏ địa vị bảo hộ đối với Việt Nam. Trong lịch sử bị thống trị có rất nhiều lần Việt Nam vùng lên khởi nghĩa chống lại các vương triều Trung Quốc. Trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, khá nhiều vị được tôn xưng là anh hùng dân tộc với công lao là chống lại quân xâm lược phương Bắc, tức là các triều đại phong kiến Trung Quốc. Tại Việt Nam, trong một số các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, có người viết biểu ngữ rằng Trung Quốc là anh láng giềng to xác nhưng xấu bụng. Mặc dù biểu ngữ này xuất hiện trong một thời khắc đặc biệt của một sự kiện đặc biệt, nhưng nó cũng phản ánh rất nhiều người Việt Nam có cái nhìn phức tạp về Trung Quốc. Người Việt khâm phục sự phát triển của Trung Quốc, nhưng Trung Việt núi sông liền sông cũng khiến tâm lý đề phòng Trung Quốc của người Việt lấn át hơn sự hảo cảm với người Trung Quốc. Trong bảo tàng lịch sử Việt Nam, nhiều hiện vật trưng bày có liên quan đến các cuộc kháng chiến chống phong kiến Trung Quốc. Còn các ảnh hưởng tốt đẹp của Trung Quốc đối với Việt Nam thì ít đề cập. Trong bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là nội dung nổi bật nhất. Nhưng các nội dung giới thiệu về việc Trung Quốc giúp Việt Nam kháng Pháp, kháng Mỹ thì cũng được giới thiệu khá ít. Tại sao người Việt rất xem trọng các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa? Các đảo tự nó không phải là quan trọng, cái quan trọng là dầu khí ở đó. Ở đây có những nguồn tài nguyên năng lượng lớn, nguồn tài nguyên dầu khí ở Biển Đông rất phong phú, được mệnh danh là Vịnh Ba Tư thứ hai. Năm 1986, Việt Nam lần đầu tiên mở một giếng dầu thăm dò. Trong những năm gần đây, Việt Nam còn chia khu vực biển Trường Sa hàng trăm lô dầu khí để mời các công ty của Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh đến ký hợp đồng thăm dò và khai thác dầu và khí thiên nhiên. Theo tin đồn, tiền từ khai thác dầu khí chiếm 30% GDP của Việt Nam. Trước đây, gạo là trụ cột số 1 của nền kinh tế Việt Nam, nhưng hiện nay vị trí này đã bị dầu khí Biển Đông thay thế. Bởi thế, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dầu khí. Với những lợi ích màu mỡ như vậy, Việt Nam liệu có bỏ ra không? Không bao giờ. Việt Nam sẽ chấp nhận tất cả mọi giá để bảo vệ chủ quyền và lợi ích ở đây. Đương nhiên, Việt Nam nói Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông từ cổ đến nay là lãnh thổ của Việt Nam và Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi, và họ cũng luôn đưa ra các chứng cứ. Ngược lại thì Trung Quốc đối với việc thăm dò hoặc khai thác dầu khí ở Biển Đông không thể không nói là có những hối tiếc. Một là vấn đề kỹ thuật. Trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ở tầng sâu, giàn khoan Lưu Hoa là giàn khoan nước sâu lớn nhất của Trung Quốc, chỉ có thể làm việc ở độ sâu 333m, trong khi đó giàn khoan dầu của quốc tế có thể hoạt động ở độ sâu tối đa lên đến 2.438m. Thứ hai là hợp tác. Không biết vì nguyên nhân gì, trong khi Việt Nam kỹ thuật không giống nhưng lại có thể hợp tác với Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức, mà các công ty đa quốc gia có kỹ thuật tiên tiến này lại không hợp tác khai thác cùng Trung Quốc. Câu hỏi này tôi cũng đang tìm kiếm câu trả lời chuẩn xác. Thứ ba là vấn đề về địa lý. Khoảng cách từ vùng biển Trường Sa đến mũi cực nam của Trung Quốc ở thành phố Tam Á cũng lên đến 1.400 cây số. Nếu có khai thác được một lượng lớn dầu mỏ thì làm sao vận chuyển về trong nước để chế biến thành sản phẩm?
Đây là một vấn đề rất cân não. Vì vậy, bỏ vấn đề chủ quyền sang một bên lấy lợi ích kinh tế mà nói, Biển Đông đối với Việt Nam là miếng thịt béo ngậy trong miệng, mà đối với Trung Quốc nó có phải giống như một chiếc xương gà hay không? Thứ tư là tiềm lực và binh lực của Trung Quốc vượt xa Việt Nam. Những mối quan hệ giữa chiến tranh cục bộ với tiềm lực quốc gia không lớn lắm. Các thành phần chủ chiến trong nước đã đưa ra một tập hợp dữ liệu, phân tích sức mạnh tổng hợp và sức mạnh hải quân của hai nước Trung Việt rồi cho là nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì tất nhiên lễ ra quân là thắng, mạn đáo thành công. Các dữ liệu họ đưa ra như sau. Về tiềm lực kinh tế, Việt Nam chỉ tương đương với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Do vậy, thực lực chênh lệch giữa hai bên không phải là một con số nhỏ. Lại nói trên mặt binh lực, lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay có khoảng 492.000 người, trong đó hải quân có tổng cộng 42.000 người. Riêng hải quân đánh bộ chiếm 30.000 người. Hải quân chia thành 4 vùng duyên hải, trang bị chủ yếu có 7 tàu hộ vệ, 55 tàu tuần tra và tàu cao tốc nhỏ, 16 tàu quét mìn, 7 tàu đổ bộ cùng 30 tàu đổ bộ cỡ nhỏ khác. Quân đội Trung Quốc không có con số rõ ràng, nhưng có nguồn tin cho biết hải quân có 25 tàu khu trục, 45 tàu hộ vệ, 5 tàu đổ bộ xe tăng, 5 tàu đổ bộ cỡ trung bình, 50 tàu ngầm thông thường, 5 tàu ngầm hạt nhân và 45 tàu tên lửa. Các số liệu trích dẫn ở trên là chân thực và có thể tin được. Dựa vào đó có thể thấy tiềm lực và binh lực hùng hậu của Trung Quốc là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng chúng ta từ góc độ kỹ thuật mà nhìn, địa điểm diễn ra chiến tranh sẽ quyết định phương hướng phát triển chiến tranh. Nếu chiến tranh ở biên giới, Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng. Nếu Hải quân Việt Nam tìm đến cửa ngõ ở Vịnh Bắc Bộ hoặc vùng biển Quảng Tây, Trung Quốc cũng tất thắng. Ngay cả là hải chiến ở phía Nam Hoàng Sa, Trung Quốc cũng giành thắng lợi, không có nghi ngờ gì. Nhưng ở đây có một vấn đề là phạm vi và quy mô chiến tranh. Quy mô chiến tranh có thể chia làm hai loại. Một là chiến tranh toàn diện, hai là nước động viên toàn diện hoàn toàn đối địch. Anh không diệt tôi thì tôi cũng diệt anh. Các cuộc chiến tranh toàn diện gần đây như cuộc chiến tranh vùng vịnh hoặc là cuộc chiến tranh Balkan. Hai là chiến tranh cục bộ, đây là chiến tranh có trọng điểm, chẳng hạn chiến tranh ở biên giới hải đảo giữa hai nước. Ví dụ trong cuộc chiến loại này thì có hải chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hay trên cao nguyên Golan giữa Israel và Palestine. Trên phương diện tiềm lực mà nói, Israel mạnh hơn nhiều so với Palestine. Nhưng tại sao người Palestine và người Israel đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ mà không ai diệt được ai? Điều này cho thấy thắng bại trong loại chiến tranh này không chỉ phụ thuộc vào tiềm lực quốc gia. Bởi vậy, chúng tôi không cho rằng với sức mạnh và tiềm lực của Trung Quốc thì tất nhiên có thể cất quân là thắng, mã đáo thành công. Dưới đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cuộc hải chiến Trung Việt trong tương lai. Bộ Tổng tham mưu của quân đội trong các đợt suy diễn trên sa bàn đều nên cân nhắc trước tiên các nhân tố bất lợi rồi mới nên xem xét đến các yếu tố thuận lợi, trước hết là nghĩ đến yếu tố xấu nhất. Rồi hãy nên nghĩ đến những nỗ lực tốt nhất. Đối với Hải quân Trung Quốc, khi xung đột với Việt Nam tại Trường Sa, sẽ có những yếu tố không thuận lợi sau đây. Thứ nhất, binh pháp dạy thiên thời không bằng địa lợi. Trong địa lợi thì tối quan trọng là yếu tố gần xa. Vấn đề đầu tiên này khiến Trung Quốc thuộc về địa vị bất lợi. Đem quân đi xa mệt nhọc mà đội quân lại cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ của binh pháp. Thứ hai, lại nói Việt Nam ở Trường Sa chiếm giữ 29 đảo, Trung Quốc chiếm 8 đảo, Đài Loan chiếm đảo Ba Bình lớn nhất. Trên các điều kiện hiện hữu và thực lực mà xét, vẫn là Việt Nam chiếm các vị trí có lợi nhất. Tốc chiến, tốc huyết không thể nào thực hiện được, nhưng trường kỳ mà đánh thì đối với Trung Quốc lại càng bất lợi. Bởi vì như đã nói, binh pháp dạy rằng đem quân đi đánh xa mà đội quân cô độc tiến đến chiến trường là điều đại kỵ với binh pháp. Do các đảo ở Trường Sa quá nhỏ, rất khó bố trí số lượng lớn vũ khí và binh lực. Cho nên trận hải chiến ở đây không có khả năng đưa vào số lượng lớn binh lực và vũ khí. Nó sẽ là một cuộc chiến quy mô nhỏ hoặc là một cuộc xung đột nhỏ kéo dài. Tất nhiên, yếu tố quyết định chiến tranh không chỉ riêng vị trí địa lý. Hải quân anh hùng của Trung Quốc có thừa dũng khí và quyết tâm để chiến thắng khó khăn và địch nhân. Bên cạnh đó, tàu ngầm, tàu khu trục và cả tàu sân bay Liêu Ninh sẽ là những thanh kiếm của chúng ta ở Biển Đông. Tuy nhiên, cách nghĩ của người ái quốc ở trong nước cho rằng Hải quân Trung Quốc hễ ra tay là có thể mã đáo thành công thì lại chỉ là mơ tưởng. Vấn đề thứ hai là sau một trận hải chiến khó khăn, Hải quân Trung Quốc có thể đánh bại Hải quân Việt Nam, nhưng đối phương sẽ cam tâm thất bại ư? Những lực lượng còn lại của Việt Nam liệu có cam tâm buông đao xuống để thành Phật tại chỗ? Đừng nói là tôi không tin, mà sợ rằng không ai có thể tin nổi điều này.
Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 là thời của Mao Trạch Đông, Hải chiến Trường Sa 1988 là thời của Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc giành được thắng lợi nhưng không những vấn đề Biển Đông không giải quyết được, mà ngược lại Việt Nam còn đóng giữ nhiều nơi hơn. Cũng có thể nói chiến tranh nhỏ không thể cải biến hiện trạng, có khi còn khiến cục diện càng biến hóa. Trên mạng của chúng ta có cư dân mạng hiến kế rằng ở Biển Đông, nếu hải chiến thì Trung Quốc cũng sẽ chịu tổn thất, chi bằng dùng kế vây ngụy cứu triệu, và cư dân mạng đã vạch ra Dương Đông kích Tây, binh tiến Việt Bắc gây ngụy cứu triệu, lục chiến làm chủ hải chiến là phụ chiếm thế chủ động. Trọng điểm là chuẩn bị mưu kế và tổ chức đánh đồng thời để giành thắng lợi trong một trận chiến dịch nhằm vào Hà Nội, nhằm tiêu diệt sinh lực của các quân đoàn Việt Nam. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, quân đội chúng ta từ Vân Nam, Quảng Tây ở biên giới Trung Việt đột nhập Việt Nam và đến được Hà Nội cũng là một vấn đề vô cùng khó, bởi vì phía Bắc Việt Nam địa hình là núi và rừng rậm như một chiến lũy tự nhiên. Trong cuộc chiến năm 1979, quân ta tuy được vào Lạng Sơn nhưng đã phải trả giá bằng thương vong rất lớn, kèm theo đó là rất nhiều áp lực từ quốc tế. Và điều này nếu các bạn quan tâm có thể tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu về cuộc chiến tranh. Thương vong của Trung Quốc trong cuộc chiến đó chủ yếu là do Việt Nam thực hành chủ trương toàn dân vi binh và chiến thuật du kích, khiến quân đội Trung Quốc luôn bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Cũng có những cư dân mạng đề nghị rằng lãnh thổ Việt Nam dài và hẹp, thiếu chiều sâu chiến lược nên có thể đột kích từ phía biển, cắt đôi hoặc cắt lãnh thổ Việt Nam thành nhiều đoạn. Điều này cũng khó mà thực hiện. Tại sao những sách lược như vây ngụy cứu triệu hoặc đổ bộ chia cắt lãnh thổ Việt Nam lại không thể thực hiện được? Lý do chính là ở đây chỉ là một cuộc chiến tranh cục bộ chứ không phải là chiến tranh tổng lực. Chiến tranh cục bộ là tranh chấp ở đâu thì chiến tranh phải diễn ra ở đó. Chẳng hạn như cuộc chiến Falkland giữa Argentina và Anh, hai nước tranh một hòn đảo. Cuộc chiến đó diễn ra chỉ trên một hòn đảo tranh chấp. Nếu bạn không làm theo quy tắc của chiến tranh cục bộ mà lại huy động đại quân ở trên bộ hoặc đổ thủy quân lục chiến lên các đảo ở Biển Đông thì có thể dẫn đến bắt đầu đại chiến thế giới và đặt nhân loại vào ngày tận thế. Thế giới này hãy còn đạo lý, nhiều nước theo công lý quốc tế sẵn sàng để mắt đến bất kỳ điều gì, bất hợp lý nào. Bởi thế, tên lửa Trung Quốc có thể phong tỏa Biển Đông và trừng trị Việt Nam, nhưng như vậy tất sẽ kích động công cộng. Biển Đông là một đường thủy quốc tế rất quan trọng, không chỉ là tuyến đường thương mại của các nước, mà ngay đến Trung Quốc cũng phải vận chuyển một nửa nhu cầu dầu mỏ qua tuyến đường thủy này. Mặt khác, các giao dịch thương mại sang châu Phi, châu Âu của Trung Quốc cũng phải đi qua tuyến đường vận tải này. Một số cư dân mạng phân tích nếu Biển Đông bị phong tỏa thì GDP của Trung Quốc và các hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm 1/3. Vì thế nên nếu Trung Việt có hải chiến thì chỉ có thể là xung đột quy mô nhỏ. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung bài viết trên báo Trung Quốc. Trong bài viết này chúng ta bỏ qua những phần mà khi là người Trung Quốc tác giả không thể nói khác được. Chẳng hạn, đề cao sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Việt Nam hoặc có ý định khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi lẽ ai vì chủ nấy, là người Trung Quốc đăng bài trên mạng Trung Quốc họ không thể nói khác được. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận tác giả này có những cái nhìn khá tỉnh táo, không tự phụ nước lớn, tự phụ quân đông, vũ khí nhiều. Trong một loạt các quan điểm của tác giả này thì có một số quan điểm chúng ta đáng lưu ý. Một là họ nhận rõ những bất lợi về địa lý của Hải quân Trung Quốc so với Việt Nam nếu tiến hành hải chiến ở Trường Sa. Thứ hai là họ đã phản bác lại một số kế hoạch tác chiến nhằm đánh Việt Nam của các cư dân mạng Trung Quốc. Ít nhất có 3 kế hoạch đã bị phản bác. Một là vây ngụy cứu triệu, tức là dùng lục quân đánh qua biên giới để thu hút sự chú ý của Việt Nam rồi dùng hải quân đánh chiếm các đảo. Hai là kế đổ bộ đường biển vào miền Trung để chia cắt lãnh thổ Việt Nam ra làm hai phần hoặc nhiều phần. Ba là dùng các loại tên lửa để tấn công phong tỏa Biển Đông. Lý do mà tác giả đưa ra để phản bác ba kế hoạch này rất đơn giản và dễ hiểu. Đó là nếu xảy ra hải chiến ở Trường Sa thì đó cũng chỉ là một chiến tranh cục bộ, xung đột để tranh đảo, cho nên chỉ được phép xảy ra trên khu vực Trường Sa. Nếu Trung Quốc tấn công vào các khu vực khác của Việt Nam thì sẽ kích hoạt một cuộc chiến tranh tổng lực và lúc đó thì hậu quả khôn lường. Vị tác giả này cũng chỉ thẳng ra rằng Trung Quốc có điều kiện để dùng tên lửa phong tỏa Biển Đông, nhưng khi làm như vậy thì một là nước này khiến mất an toàn hàng hải quốc tế sẽ bị nhiều nước phản đối, và hai là hành động đó chẳng khác nào cầm đá tự ghè vào chân. Bởi vì như tác giả nói, một nửa nhu cầu năng lượng của Trung Quốc và rất nhiều tàu bè xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc qua châu Phi, châu Âu phải đi qua Biển Đông, cho nên nếu phong tỏa Biển Đông thì GDP của Trung Quốc lập tức giảm 1/3.
Các bạn thân mến, với tất cả những gì vị tác giả Trung Quốc đã nói, chúng tôi cảm thấy rất tỉ mỉ, nêu ra rất nhiều vấn đề. Việc đánh giá, nhận định đúng sai xin để dành cho các bạn. Video của kênh xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!